Xin chào các bậc phụ huynh và các bé. Ngày hôm nay, tôi lại tiếp tục đồng hành cùng với các bậc phụ huynh và các bé thông qua lĩnh vực phát triển ngôn ngữ với đề tài Dạy thơ chiếc cầu mới, sáng tác của nhà thơ Thái Hoàng Minh. Thông qua nội dung này, phụ huynh giúp các con nhớ tên bài thơ, tên tác giả, giúp các con thuộc nội dung bài thơ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ và phụ huynh giáo dục các con biết yêu quý, kính trọng các cô chú công nhân. Trước khi bước vào tiết học, các bậc phụ huynh có thể gây hứng thú cho các con bằng cách đọc câu đố cho các con đoán. Hai đầu mà chẳng có đuôi, người xe qua lại ngược xuôi suốt ngày, đố bé là gì? À, đáp án chính là cây cầu đúng không nào? Và phụ huynh cung cấp thêm cho các con biết được rằng trên cầu có rất nhiều các phương tiện giao thông qua lại và có một bài thơ rất hay nói về cây cầu đấy. Để biết được cây cầu đó như thế nào, ai là người xây dựng nên cầu thì các con hãy lắng nghe bố mẹ đọc bài thơ Chiếc cầu mới sắp của tác giả Thái Hoàng Minh thì sẽ rõ nhé. Sau đó, các bậc phụ huynh đọc cho các con nghe hai lần bài thơ. Và bài thơ được tác giả Thái Hoàng Minh viết theo thể thơ 4 chữ. Bài thơ có 3 đoạn và nhịp đọc thơ thì vừa phải, chậm rãi, không nhanh cũng không chậm quá. Và sau đây tôi sẽ đọc bài thơ để các bậc phụ huynh và các con cùng nghe. Bài thơ Chiếc cầu mới. Trên dòng sông trắng, cầu mới dựng lên, nhân dân đi bên, tàu xe chạy giữa, tu tu xe lửa, xình xịch qua cầu, khách ngồi trên tàu, đoàn người đi bộ, cùng cười hớn hở, nhìn chiếc cầu dài, tấm tắc khen tài, công nhân xây dựng. Vậy là tôi đã vừa đọc xong bài thơ Chiếc cầu mới của tác giả Thái Hoàng Minh rồi. Và sau khi các bậc phụ huynh đọc thơ cho các con nghe xong, thì các bậc phụ huynh giảng qua về nội dung bài thơ cho các con hiểu. Bài thơ nói về hình ảnh chiếc cầu được bắc qua sông, giúp cho xe cộ và các phương tiện giao thông qua lại được thuận tiện và dễ dàng hơn đấy. Và hình ảnh cây cầu vừa được xây dựng đã mang đến niềm vui và niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người đấy. Và bài thơ sẽ còn hay hơn nữa khi tôi đọc kết hợp với tranh minh họa. Bài thơ Chiếc cầu mới. Trên dòng sông trắng, cầu mới dựng lên, nhân dân đi bên, tàu xe chạy giữa, tu tu xe lửa, xinh xinh qua cầu, khách ngồi trên tàu, đoàn người đi bộ, cùng cười hớn hở, nhìn chiếc cầu dài, tấm tắc khen tài, công nhân xây dựng. Sau đó, các bậc phụ huynh đặt các câu hỏi đàm thoại để cho các con trả lời, giúp các con hiểu sâu hơn về nội dung bài thơ thông qua một số câu hỏi. Các con vừa được nghe bài thơ gì của nhà thơ nào? Bài thơ nói về cái gì? Chiếc cầu mới được xây dựng ở đâu? Người và xe đi lại như thế nào? Con còn biết phương tiện nào đi qua cầu cũng được thể hiện qua bài thơ? Âm thanh nào phát ra miêu tả sự chuyển động của đoàn tàu? Khi qua cầu, mọi người nói gì? Khi đi trên cầu, khi tham gia giao thông, các con cần chú ý điều gì? Và ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể giải thích một số từ khó cho các con hiểu được. Ví dụ như từ hớn hở. Từ hớn hở này thể hiện nét mặt tươi cười, lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Và sau khi các con đã trả lời xong các câu hỏi đàm thoại rồi, tiếp tục các bậc phụ huynh cho các con đọc 3 đến 4 lần bài thơ, giúp các con thuộc hơn về bài thơ. Và sau khi các con đã thuộc bài thơ này rồi, thì các bậc phụ huynh tiếp tục cho các con đọc diễn cảm bài thơ hoặc cho các con đọc theo các hình thức như đọc to, đọc nhỏ, đọc nhanh hoặc đọc chậm. Ví dụ như khi các bậc phụ huynh đưa tay lên trên cao thì các con đọc to, khi các bậc phụ huynh hạ tay xuống thấp thì các con đọc nhỏ. Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo, giáo dục các con biết giữ gìn
bảo vệ các công trình cầu đường, không viết bậy, vẽ bậy vào các công trình công cộng. Khi tham gia giao thông, các con phải biết chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông và giáo dục các con biết yêu quý, kính trọng các cô chú công nhân. Vừa rồi, tôi đã vừa chia sẻ video hướng dẫn các bậc phụ huynh dạy các con bài thơ Chiếc cầu mới. Vậy, rất mong các bậc phụ huynh dành thời gian để hướng dẫn các con để các con hoàn thành tốt các nội dung trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bậc phụ huynh và các bé ở những video lần sau.